Xin chào, chào mừng quý vị và các bạn đến với cập nhật thông tin xe. VinFast VB3 đến tay khách Việt. Hàng trăm khách hàng đầu tiên tỏ ra hài lòng với chiếc xe điện mini so với kỳ vọng trước đó. Ngày 1 tháng 8, hãng xe điện Việt VinFast bàn giao lô VF3 đầu tiên tới tay khách Việt ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội có hàng trăm khách nhận xe, nhìn chung hài lòng với sản phẩm nhận được so với hình dung ban đầu. Lượng khách nhận xe chủ yếu là bản thuê pin với giá niêm yết 240 triệu đồng. Trong khi bản mua pin là 322 triệu đồng, ông Phạm Nhật Vượng tiết lộ thông tin là một mẫu xe mini vào giữa tháng 5 năm 2023 khi họp cổ đông Vingroup. Đến tháng 6 năm 2023 hãng giới thiệu thiết kế và tên xe VF3. Tháng 1 năm nay xe ra mắt tại triển lãm CES ở Mỹ. Đầu tháng 5 hãng tung giá xe, giữa tháng 5 nhận đặt cọc và hé lộ bản tiền sản xuất cho giới truyền thông. Đến nay những chiếc VF3 thương mại đầu tiên mới xuất hiện và cũng là lúc giao tới tay khách hàng. Mặt ca lăng với điểm nhấn logo hãng xe Việt mạ chrome, đèn halogen, VF3 bán ra chính màu ngoại thất. Chiếc VF3 trong hình là bản 2 tông, thân và nóc trắng, sâm mờ chê lâu. Tổng thể VF3 mang tới cảm quan chắc chắn, rộng rã, dù chỉ là một chiếc xe mini. Phần xe là điểm khách hàng chờ đợi có nhiều thay đổi nhất giữa bản tiền sản xuất và bản thương mại. So với bản tiền sản xuất, phần vẫn dùng loại thép 16 inch, có thêm nắp chụp logo cùng màu đen bằng nhựa. VinFast cho biết sắp tới có thêm tùy chọn ốp rời chụp cả vành để tạo các kiểu dáng hợp mắt hơn. Những chi tiết khác ở ngoại thất giữ nguyên thiết kế như bản tiền sản xuất. VF3 có chiều dài X rộng X cao là 3190x1679x1622mm, trục cơ sở 2075mm. Kích thước của VF3 nhỉnh hơn Goulin Mini EV 2920x1493x1621mm, trục cơ sở 1940mm và nhỏ hơn Kia Morning 3595x1595x1495mm, trục cơ sở 2400mm. VF3 có khoảng sáng gần 191mm. Xe trang bị một motor công suất 43 mã lực đặt ở cầu sau, mô men xoắn 110Nm. Chiếc xe điện mini có hai chế độ lái Eco và Normal, trong khi đó mẫu đối thủ Goulin Mini EV có hai chế độ Normal và Sport. VF3 tỏ ra hợp lý hơn bởi với chiếc xe cỡ nhỏ, nhu cầu tiết kiệm năng lượng quan trọng hơn chạy thể thao. Gương hậu ngoài chỉnh cơ với kiểu đặt đứng, thiết kế lạ mắt. Theo công bố của nhà sản xuất, xe tăng tốc 0-50 km/h trong 5,3 giây, có hệ thống phanh tái sinh như những mẫu xe điện cỡ lớn hơn. Cổng sạc bên hông trên lớp sau. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC và bộ sạc AC theo xe với thời gian sạc 10-70% trong 5 giờ. Gói pin tiêu chuẩn theo xe dung lượng 18,64 kWh cho tầm hoạt động 210 km. Thời gian sạc nhanh DC 10-70% pin khoảng 36 phút. Với VF3, khách hàng có thể lựa chọn thuê pin theo tháng với chi phí 900.000 đồng cho quãng đường di chuyển dưới 1.500 km hoặc 1,2 triệu đồng cho quãng đường di chuyển 1.500-2.500 km. Tùy chọn cuối là 2 triệu đồng trên tháng cho quãng đường di chuyển trên 2.500 km. Nội thất VF3 thiết kế tối giản, cấu hình 4 chỗ với 2 cửa, vô lăng kiểu đáy phẳng thể thao, tích hợp cần số phía sau, điều hòa chỉnh cơ một vùng, hệ thống âm thanh hai loa. Về hiệu suất motor và tầm hoạt động, VF3 nhỉnh hơn đáng kể so với mẫu xe Trung Quốc, Goulin Mini EV, đi kèm là giá bán cũng cao hơn. Mini EV giá 239-279 triệu đồng. Giá bán của VF3 cũng dễ tiếp cận hơn so với những mẫu xe chạy xăng giá rẻ nhất thị trường như Kia Morning, 369-439 triệu đồng, Hyundai i10, 360-455 triệu đồng. Màn hình cảm ứng trung tâm bảng điều khiển kích thước 10 inch, ghế bọc nỉ với họa tiết 3 tông màu, hàng ghế trước chỉnh cơ, ghế sau tương tự ghế trước và có thể gập phẳng tăng không gian chứa đồ, hộc chứa đồ ở giữa hàng ghế trước và khay đựng chìa khóa xe. Tương tự Mini EV, chiếc VF3 cũng không có phần yên ngựa ngăn cách hai ghế trước, mà để hở, hộc chứa đồ phía sau tối giản để vừa chai nước. Với tầm hoạt động trung bình, VF3 hướng đến khách hàng có nhu cầu di chuyển chủ yếu trong phố thay vì đi xa. Xe có thể là phương tiện thứ hai của gia đình, phục vụ nhu cầu cơ bản như dạo phố, đi chợ, đưa đón con đi học. Nhóm khách hàng tiềm năng là những người có thu nhập trung bình, công việc ổn định, lựa chọn ô tô như phương tiện che mưa, nắng thay vì xe máy. VinFast đã nhận khoảng 30.000 đơn hàng sau đợt mở cọc đầu tiên và kế hoạch giao 20.000 xe đến cuối năm nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.